Thưa quý vị, trong những năm qua, ngành y tế Đà Nẵng tập trung phát triển theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế, với nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến được triển khai, áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Là đơn vị tuyến cuối, Bệnh viện Đà Nẵng luôn tiên phong thực hiện mục tiêu này. Cuối tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác y tế Mayo Clinic Hoa Kỳ. Mayo Clinic sẽ đưa các giáo sư, chuyên gia đầu ngành, các giảng viên y tế, nhà khoa học tham gia giảng dạy, cập nhật kiến thức chuyên môn tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn kỹ thuật cao cùng các phương pháp điều trị hiện đại. Đồng thời, Mayo Clinic sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho Bệnh viện Đà Nẵng nâng cao năng lực nghiên cứu độc lập trong nhiều lĩnh vực như gây mê hồi sức, sinh học phân tử, nội khoa, phẫu thuật. Chúng tôi có rất nhiều chuyên khoa với nhiều chuyên gia từ các chuyên ngành. Và hiện tại, chúng tôi đang liên kết với các bệnh viện Đà Nẵng ung bướu, phụ sản nhi, xuyên suốt nhiều chuyên ngành vi sinh, sinh hóa, hồi sức. Chúng tôi đang tạo mối liên kết với các bác sĩ ở đây và tùy theo nhu cầu chúng tôi sẽ chuyển giao kỹ thuật phù hợp. Đây là bệnh nhân từng bị chấn thương khớp vai và gần đây thoái hóa khớp, mất khả năng vận động. Thay khớp vai đảo ngược lại kỹ thuật cao đã được Bệnh viện Đà Nẵng áp dụng thành công để điều trị cho bệnh nhân này. Hiện nay kỹ thuật này rất khó, rất tiên tiến. Cho nên là những cái bệnh viện hàng đầu, phải nói đó, bệnh viện hàng đầu thì mới làm được cái chuyện này. Cho nên nếu mà chúng ta đã làm được cái này thì bệnh nhân hưởng lợi rất nhiều, không cần phải đi đâu xa cả. Cái kỹ thuật tiên tiến này là nó giúp bệnh nhân phục hồi rất nhanh. Theo định hướng phát triển chuyên khoa sâu, những năm gần đây đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Bệnh viện Đà Nẵng với nhiều kỹ thuật tiên tiến, độ khó cao, được áp dụng, giúp cứu sống nhiều trường hợp hy hữu. Sau thành công ghép thận, ghép tế bào gốc điều trị chấn thương tủy sống, bệnh viện cũng đã nhận chuyển giao việc ghép gan, ghép tế bào tự thân. Thì riêng tại Việt Nam thì cái trung tâm ghép tạng và cái ghép tế bào gốc thì Đà Nẵng được đầu tư thêm một cái dạng là một cái trung tâm chuyên biệt. Đây là lần đầu tiên. Và chúng tôi với cái tinh thần là chúng tôi đã tất cả những cái nội dung liên quan tới ghép, đặc biệt là ghép tạng cũng giống như rằng là các tế bào gốc thì chúng tôi được đầu tư và được tập trung vào đó thành một cái chuyên sâu ở tại bệnh viện. Thì với hỗ trợ như thế này thì chúng tôi thấy rằng là tập trung được cái nguồn lực, tập trung được các cái trang thiết bị đầu tư và tập trung được các cái phương tiện về vấn đề ghép. Sau trung tâm tim mạch đi vào hoạt động ổn định, đến nay hai dự án trung tâm y tế chuyên sâu tại Bệnh viện Đà Nẵng là trung tâm ghép tạng và gây ghép tế bào gốc, trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình cũng đã hoàn thành. Đây là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục phát triển và ứng dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Đà Nẵng và khu vực.